Tuổi mới, nổi gù mới. Thử nước uống từ sữa chua sánh mịn, hương vị kiểu Hy Lạp từ Nutribus, sánh mịn ngon tuyệt, chuẩn gù la duyệt. Có những nhân vật, có những dự án và có những con người vô vàn đáng quý như thế này. Và vì như vậy thì cái cuộc sống được thể hiện mỗi ngày của một năm, của nhiều năm, thể hiện qua You Choice Awards, thể hiện qua 23 gương mặt khác nhau như thế này, thể hiện rất nhiều khía cạnh của cuộc sống và nhìn cái góc nhìn của cuộc sống đầy đủ trong một cái giải thưởng. Thì đấy là một điều mà mỗi một người tiếp cận như tôi thì thấy là một cái, thêm một cái trải nghiệm, thêm một cái đà khám phá và thêm những cái gợi mở cho mình và thêm cho mình cái yêu thương và thấy cuộc sống này vô vàn hấp dẫn hơn rất là nhiều. Tôi đã theo dõi hành trình, những câu chuyện của rất là nhiều những nhân vật ở trong đây trong nhiều năm. Từ lúc các bạn còn đang tập luyện miệt mài, còn đang chưa thành công, tôi đã theo dõi và trông đợi, thật sự là trông đợi, bởi vì phải một ai mình quan tâm mình mới theo dõi, đúng không? Mà khi theo dõi, khi mà người ta chưa thành công thì đấy là một sự theo dõi của một sự trông đợi và rất là mừng của ngày hôm nay. Nhiều những trông đợi của mình, nhiều những con người mà mình đã đặt cái niềm tin vào trong đấy, khi mà thấy họ mỗi ngày đều miệt mài cố gắng phấn đấu với cái tố chất trong con người của các bạn ấy có, đã thuyết phục, đã thu phục tôi từ những năm trước. Thì ngày hôm nay gặp các bạn ở đây là trong 23 gương mặt này thì mình rất là mừng, rất là mừng, bởi vì nó mang thêm cho chính bản thân tôi một cái niềm tin tự hào là cái điều mình tin, cái điều mà mình gửi gắm thì đã thành công và đã thành hiện tại. Những gương mặt trẻ đấy mang những niềm say mê của các bạn và những cái lửa sống của các bạn còn đang, chính các bạn đang giữ nó ở phía sau, mang ra cho mọi người tiếp cận hơn. Và giới trẻ Việt Nam như vậy là một điều vô vàn đáng quý, và những người mà ở những cái thế hệ phải gọi là đã có rất là nhiều tuổi, đã trải qua rất nhiều người như tôi, thì nhìn những bạn trẻ và lứa tuổi thế hệ của các con mình như thế này là tôi tin, tôi có một cái niềm tin rất là lớn vào cái thế hệ ở phía trước, và điều đấy là một điều vô vàn đáng quý, và điều đấy thì vô vàn là đáng quý. Và 23 gương mặt của năm nay cũng như là rất nhiều những gương mặt của năm khác, chúng ta đều nhìn thấy, như theo dõi thực sự chúng ta đều nhìn thấy các bạn đã phát triển rất là nhiều. Nhiều dự án đã tiếp tục hoạt động, nhiều những gương mặt đã đạt được những thành công lớn hơn trong sự nghiệp nghệ thuật cũng như là văn hóa của mình. Và giải thưởng We Choice cũng vậy. Từ những giải thưởng ngày đầu tiên còn chưa nhiều người biết tới cho đến ngày hôm nay, thực sự là sự ngóng đợi của mỗi một năm, cuối năm cũng như mỗi một đầu năm. Chiều anh sáng ấy khắp thiên đàng, sống với đam mê rực rỡ. Chiều anh sáng ấy khắp thiên đàng, sống với đam mê rực rỡ. Thật ra thì 23 nhân vật này đúng là 23 nhân vật mà phải nói có một cái năng lượng tích cực, một trong những cái truyền năng lượng cho mọi người. Anh thích điều đó. Ai cũng có một cái dấu ấn riêng của họ hết. Trong cuộc sống này bộn bề những cái khó khăn vất vả, rất là bị stress đủ thứ hết. Nhưng với những cái nhân vật truyền cảm hứng này, đọc những câu chuyện của họ, những cái dự án của họ, tự nhiên mình thấy nó phấn khởi lên. Và gần như là mình yêu hết tất cả những nhân vật truyền cảm hứng này. Vấn đề để chọn ai là điều khó. Trong đây có những người bạn của Quyền Linh mà Quyền Linh cũng đành không chọn họ, bởi vì Quyền Linh ưu tiên cho những nhân vật mà có thể nhiều người. We Choice Awards 2023, một trong những sự kiện đình đám nhất năm 2023 với cần số truyền thông vô tiền khoáng hậu. Trở lại sau 3 năm vắng bóng với nhiều nhân vật truyền cảm hứng và hệ thống hạng mục giải thưởng ấn tượng, We Choice đã tạo nên cần số vô cùng lớn. Chỉ riêng cổng thông tin chính thức WeChoice.vn đã thu hút 2,7 triệu người dùng với hơn 23 triệu lượt truy cập và gần 50 triệu lượt tương tác. Xuyên suốt thời gian mở cổng bình chọn, website ghi nhận số lượng người dùng truy cập cùng một thời điểm cực khủng lên tới hơn 15.000 users. Thậm chí đôi lúc gây tắc nghẽn hệ thống bình chọn. We Choice Awards cũng chứng kiến những trượt đuổi bình chọn có 102 giữa đội truyền thông di tích nhà tù Hỏa Lò, Grand Evans, NCK, Chi Pu khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
với hơn 18 triệu lượt bình chọn cho các đề cử chính thức, WeChat Awards 2023 trở thành một trong những giải thưởng thu hút sự chú ý chưa từng có trong năm nay. Đây cũng là minh chứng cho thấy sức nóng chưa từng hạ nhiệt của WeChoice xuyên suốt 8 năm trên hành trình truyền cảm hứng. 2023 với chủ đề Dám đam mê, dám rực rỡ, WeChoice cũng chuyển mình trong việc mang tới những cách kể chuyện mới trên nền tảng TikTok, góp phần đưa các thông điệp nhân văn đến gần hơn với giới trẻ. Chỉ trong thời gian ngắn, TikTok chính thức của WeChoice đã sản xuất hơn 1.500 video với hashtag WeChoice, thu về 150 triệu lượt xem, 1 triệu lượt chia sẻ và 14 triệu lượt yêu thích. Trên nền tảng Facebook và YouTube, WeChoice trở thành sự kiện về xã hội giải trí được đông đảo công chúng quan tâm. Trong một tháng vừa qua, sự kiện thu hút hơn 90.000 lượt thảo luận tích cực trên YouTube và lần lượt là 3 triệu lượt thích, 30.000 lượt chia sẻ và 1 triệu bình luận tích cực trên Facebook. WeChoice Awards 2023 cũng là một trong những giải thưởng được đưa tin nhiều nhất trên các nền tảng báo chí, trang tin điện tử uy tín với hàng trăm bài viết về thông điệp, các đề cử, cuộc đua bình chọn. Thông điệp Dám đam mê, dám rực rỡ của WeChoice Awards 2023 còn được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng thông qua album cùng tên quy tụ hàng chục nghệ sĩ hot nhất hiện tại. Album đạt hơn 600.000 lượt streaming trên Spotify, 2 triệu lượt xem trên YouTube và tiến thẳng đến vị trí top 10 trending trên nền tảng này. Và để khép lại hành trình truyền cảm hứng tuyệt vời này, hãy cùng đón chờ sự kiện rực rỡ nhất, bùng nổ nhất, đêm gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2023.
Kính chào quý vị. We Try Awards là cuộc hội ngộ và đối thoại của những câu chuyện giản dị với những điều lớn lao, những tên tuổi vang danh với những con người bình thường, giữa tinh thần tự do với trách nhiệm cộng đồng. Ngay lúc này khi những thanh âm sắp vang lên, những mặt người sắp xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, có thể quý vị sẽ không nhận ra họ ngay nhưng lại thấy vô cùng thân quen, bởi dường như ta đang thấy chính mình trong họ. Người phụ nữ nuôi lại giấc mơ ca hát, nghệ sĩ saxophone đường phố chuẩn bị biểu diễn trên sân khấu này, những cô cậu sinh viên yêu văn hóa truyền thống. Rất nhiều những người bình thường ấy sẽ được tỏa sáng cùng với một anh công nhân đã hiện thực hóa thành công đam mê ca hát của mình. Họ sắp được giàu chơi với âm nhạc và họ gửi đến chúng ta thông điệp: dám sống và hành động vì đam mê, dám nỗ lực biến giấc mơ thành hiện thực. Chưa trở nên đục ngầu là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình, là ngày mà tâm tư ta trở thành lá mục nâu rồi tàn vào trong những biếc sầu, đi theo bóng mặt trời.